Đây là khu gần Quân đoàn 3 Biên Hòa hồi xưa. Bố làm việc đang đi vòng vòng tìm lại cái nơi cũ, cũng là một cái kỷ niệm hồi xưa Quân đoàn 3 Biên Hòa. Đi thẳng, em đi thẳng luôn. Xưa nó là cái doanh trại hai bên, em hiểu nó nằm hai bên.